Ui. Này, cố gắng đá chìm nhá. Cú bám lên sẽ là câu lạc bộ xuất trước và người chịu trách nhiệm cho quả sút phạt của bên đầu tiên sẽ là Quốc Việt. Đối mặt với Quốc Việt sẽ là thủ môn. Biết phải để quá đi. Hey!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứng ra bên ngoài. Hàng đội như Đức Tài Phúc của đội tư hình hôm nay. Và Đức Tâm Tô Ma trao phút cho quả bóng vàng trong đội tư hình ngày hôm nay. Và Chủ tịch Yên Tố Tê trao giải cả cờ 3 cho Cần Thơ. Xin mời những người có trách nhiệm trong sân mời các cháu ra bên ngoài sân. Như thế này thì không thể làm được. Xin mời tất cả các quý vị có trách nhiệm mời tất cả các khán giả chúng ta đứng ngoài sân. Các cháu đứng lên. Xin mời hai đội đứng ra đây. Và bây giờ chúng ta đang chờ đợi kết thúc tường của chúng ta với bàn thắng vàng. Xin mời các quý vị xếp hàng. Xin mời các vị trong mặt truyền thông chúng ta đứng ra hàng một chút. Rồi đại diện được rồi. Đại diện nó ra đại diện rồi. Đại diện là số 43, 41 là sao đây? Nào đây. Số 1 nào đây? Trọng kính thưa công tô ma, kính thưa ban thầy giáo, kính thưa quý công đoàn. Hôm nay trong ngày đầu xuân chúng ta về tham dự trong ban lực thi của đội phương của đội phương. Hôm nay đã là ngày đi vào chung kết. Bây giờ đây trong quay chờ đợi, quay mãi chờ đợi hân hoan này. Đây là quay đi quay cho tất cả các đội. Mấy thằng này ra kia đây. Xin chào kiện. Đội 2, đội thứ 3. Quay lấy anh em chủ yếu là của chúng ta để nhận phần quay. Bây giờ con xin mời chủ tịch TFV trao giải và cờ cho ba đội trong thường. Xin mời Xuân Thắng, đội trưởng, thắng trưởng ban của Thế Trẻ và Xuân Thao, đồng phó ban nên tặng hoa cho hai đội. Đưa em em. Xin mời chủ tịch BFF trao hoa và cờ chơi giải ba. Chúng ta cùng đại chúng ta để vỗ tay. Vâng, vỗ tay chúc mừng. Vỗ tay chúc mừng. Vâng. Phần thưởng thấp cao phần thưởng cho giải ba. Tỷ đâu? Và giờ đây ngôi giải ba cũng nhận được vòng vương miện. Trong khi đấu hôm nay với trái bóng vàng và đường ghi bàn thắng cho giải ba. Vâng, xin cảm ơn. Và giờ đây xin mời
BFF. Xin trao phần thưởng cho giải hai. Xin mời ông chủ tịch hội đồng giáo xứ lên trao giải hai cho giải tứ hùng hôm nay. Mời ông Trần Văn Toán đại diện cho công đoàn Vân Chúa Đền Thánh lên trao giải hai. Ông chủ tịch hội đồng giáo xứ trao phần thưởng giải nhì cho hội bóng đá tứ hùng trong đội thứ hai. Em đứng trong ghế ngoài này để ý lấy toàn cảnh. Này, cố gắng đá chì nhá. Và người chịu trách nhiệm cho quả sút phạt của bên đầu tiên sẽ là Quốc Việt. Đối mặt với Quốc Việt sẽ là thủ môn. Chị tiếp nhận số 3 tiếp theo cho
gì? Rồi. Minh Cường, yêu cầu anh lên vị trí số 3. Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Mấy thằng này ra kia đây, chết nhà kia. Có tàu ơi, có tàu ơi.
Yeah.